Em đi đây. Nó nhiều áo lắm mà ta. À, tính chuyện Nam Động này em ơi, chắc khoảng 2 ngày nữa Khải mới chuyển được. Xét đồ Khải chuẩn bị xong hết rồi. Chờ ngày đủ cấp đủ, chờ ngày max 12x rồi Khải chuyển thôi. Gần max 12x rồi, còn có 6% mà. Đây xét đồ Nam Động bên đây này, bên này phụ này. Không có chú ơi, cái lộn rồi. Xét đồ luôn. Khải sẽ mang set Ulong chắc khoảng 1-2 ngày nữa. Nếu ngày mai mà lên cấp thì chuyển. Ngày mai chuyển luôn. Còn ngày mai mà không lên cấp kịp thì chắc mốt, sáng mốt. Chưa mốt, sáng mốt là chuyển phái. Chậm nhất là sáng mốt. Chuyển không được. Hiện tại bây giờ anh em thấy không, tiếc lắm. Kêu mơ tung ảnh của Khải này 12x đó. Nó còn 6% nữa mát à. Mà bây giờ mà chuyển là nó thành 0%, là thành 19Q 0%, nên là mất hết 94% là cày gần cả tháng rồi anh em. Khó lắm. Nên là không chuyển nắm được, phải ráng 1-2 ngày nữa. Như lại mua con ngựa này, mua ngựa này Nam Độc mang bao chắc luôn nè. Nam Độc này Khải mang, Khải đánh bao chắc luôn. Trái đất chúng ta có màu gì? Em để mình giúp tôi phân. Tống Kim thì đánh trưởng thôi, còn solo thì đánh đao thôi, đao kết hợp trưởng bơ đơ thôi. Từ đã Khải lên đảo ngày mươi coi. Ngày mươi biết. Không, cái tiền em đánh boss mấy con thiên nhận á, giờ có thiên tinh, giờ có tinh hồng lắm. Mấy thiên nhận á. Nãy à hú là thằng con ngồi bên cạnh á. Má biết tầm này em đánh Tống Kim được không đây, hôm qua em đánh không được rồi, bỏ rồi. Vô đơ đơ giật giật đâu có làm gì được. Đi chen luôn chứ Tống Kim gì nữa. Định đi vượt ải chứ, hôm qua định đi vượt ải đi không được. Đưa họ đi tóc nè. Tao chụp cho mày coi trên Discord nè, đừng có nó đang bị đít. Giá bộ đi tóc. Quy đó hay lắm rồi. Đi vô đi xuống nhà chứ. Hôm bữa tao qua kim. Ok, ngựa anh em ơi, nãy chưa cho anh em xem ngựa chứ. Ngựa khám tất cả 10. Nói chung là ngon hơn bông tiêu gấp 3 gấp 4 lần ấy. Bông kia với lại bông kia full thôi chạy luôn. Gấp 10 lần chứ. Kháng tất cả 10 mà, bông tiêu đâu có kháng đâu. Ok, xem xét Nam Độc á. Đây, đó Khải cho anh em xem xét Nam Độc của Khải. Mà phải ôi, hôm Nam Độc rất mạng rồi, em chờ chút. Nam Độc rất mạng rồi. Đủ xanh rất phận một. Trời, cắn như kỹ hết luôn hả? Chiều thằng kia đủ má nó bỏ cái đai đây. Đây, Nam Độc khá đây. Xếp thiên nhiên chiết xuất thiên nhiên 100%. Trao an tâm cho cả gia đình. Đây, xe đồ Khải sắp tới, Khải mang xe đồ Ulong nha anh em. Nam Độc xe đồ Ulong nha. Đánh bảo đảm sẽ liên đấu sẽ bao chất. Cái này mặc nam thôi, nếu mặc nữ thì cả sẽ mang cái nhu tình 25. Khải sẽ mang nhu tình 24 ở chỗ này. Thật là không mang. Bên kia là nó
thích cái kiểu thả rong. Cho thả rong thôi, nhưng bên đây là bên này ai